Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh trên 50 câu cá. Hôm nay em giới thiệu các bác một số mẫu máy, một số mẫu máy câu nhé. Size từ 3.500 cho 4.000 của Daiwa, mà bên Trang Trường Phát Sinh còn hàng. Giá thì rất là bình dân, từ 360.000 đến 850.000. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đây là những mẫu phổ thông rất là vừa túi tiền của Daiwa mà chơi rất là tốt, bền, giá thành phải chăng. Thì đầu tiên chúng ta có mẫu Chicago Fox 4000B, giá là 360.000. Đây, Garito là 5.3/1, trọng lượng là 370g, một vòng thu dây là 94cm, một bậc đạn không tải mắc của nó là 7kg, tải mắc con này là 7kg đây này. À, trên máy ghi được 6,4 kg thì con này mắc được 7 kg quá nhé. 0,30 vào 270m, 0,32 vào 240m và 0,35 vào 190m. Thì mẫu này là sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt Việt Nam các bác nhé. Đây là về chi tiết con máy này. Tay quay là bằng kim loại nhé. Tay quay kim loại. Cối kim loại nhé. Đấy. Máy rất là khỏe các bác nhé. Máy cực kỳ khỏe luôn. Đây, sản xuất tại nhà máy Daiwa Mining Việt Nam này. Sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam nhé. Đấy. Đấy. Việt Nam. Màu chủ đạo của nó là màu đen với màu trắng bạc và màu trắng nhũ nhé, trắng nhũ đây. Nghe chưa? Tay của nó cũng sơn màu trắng nhũ này, kết hợp với màu đen này. Đấy. Cối thì là màu đen kết hợp với màu trắng kim loại này. Đấy. Nghe chưa? Đấy. Rất là ok. Đấy. Mẫu này thì cho các bác này đánh lục này. Câu lăng xê này, câu lua, cá lớn này, cần dài này. Đấy. Yeah. Sang mẫu tiếp theo nhé. Đây là mẫu đầu tiên này. Sang mẫu thứ hai là mẫu Squidfire 3502B. Đấy. 3502B. Con này thì đắt hơn con kia một chút. Con này giá là 530.000, 530.000 nhé. Đấy, 530.000. Với thông số 5.3/1, trọng lượng là 370g, tải mắc đây. Mắc là 6g bo chết nhé. Đây. Nhưng mà nếu dòng em dòng được 7 cân trở lên ấy, đây này. Mát đác này. Đây là thông số bảo vệ cho cái vòng bằng đạn, vòng bi của con máy à. Là tối đa anh em dòng là bo chết, là bo mắc 6 kg, còn nếu to hơn anh em dòng thoải mái. Thu dây là 92 cm nhé. 0,30 vào 220m, 0,32 vào 190m, 0,35 vào 155m. Con này thì áp dụng rất nhiều công nghệ anh em ạ. Như Twin Booster này, Digger này, Neverwin này, Dark Cloud này, ABS. Về máy đây. Máy thì nó màu chủ đạo của nó là màu vàng đen. Vàng đen anh em nhé. Đây, màu chủ đạo là màu vàng đen nhé. Squidfire 3500 2B. Con này cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Việt Nam nhé. Size con này thì nó tương đương như 4000 của Shimano, tương đương như 4000 của Shimano các bạn. Đấy. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Tiếp đến này,
Tiếp đến em có mẫu mẫu Daiwa MG S4000, MG S4000 nhé. Daiwa MG S4000 này. Giá là 600 nhé, giá 600. Thì mẫu MGS 4000 này giá là 600 thì nó có áp dụng các công nghệ cũng giống như trên con Squidfire 3502B. Đấy. Yeah. Tuy nhiên thì bậc đạn có hai bậc đạn nhiều hơn. Tỷ lệ chủ động là 5.3:1, trọng lượng là 415 g, tải mắc cũng 6 kg, tốc độ dây là 95 cm. Đây. Chính xác là nó là xấp xỉ gần 7 kg đấy, nhưng mà nó ghi mắc cho anh em là các bác dòng an toàn là 6 kg, là bo chết. 0.30 vào được 270 m, 0.32 và 240 m, và 0.35 vào 190 m các bác nhé. Đấy. Thì về con máy đây các bác nhé. Máy thì nó màu đen này. Màu đen pha với lại màu trắng kim loại. Đây. Con này là màu gần như là không phải màu trắng các bác này, màu của nó gần như màu đồng, gần như màu đồng, màu lên nó lên màu hay do màu đỏ này, phản này. Màu trắng kim loại và màu đỏ đấy, màu đỏ các bác này. Với các viền màu đỏ này. Đấy. Nói chung là các mẫu máy này rất là khỏe các bạn, rất là khỏe, giá nó rất là bình dân, nhưng rất là khỏe luôn. Đấy. Bắt đầu nhu cầu alo em nhé, cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa, đặt ở Việt Nam nhé, máy in Việt Nam này. Đấy, tiếp đến là em có mẫu Crossfire 4000, cũng áp dụng tất cả công nghệ giống như con trên con máy MG. MG 4000 tiêu chuẩn động 5.3:1, trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều, 390 g, cũng max 6 kg, tốc độ dây 95 cm, 3 bạc đạn. Đấy. Đấy. Max thực tế dưới của nó có thể lên 6.4 kg, cao hơn đấy, nhưng mà đây nó ghi thông số an toàn các bác nhá, 0.30 vào 270 m, 0.32 vào 240 m, và 0.35 vào 190 m. Đây, hộp màu đỏ nhưng mà máy không có tí màu đỏ nào. Máy của nó lại là màu xám ấy nhỉ, màu xám giống trên con gì nhỉ? Giống trên con gì mình quên mất tên rồi. À con Frame, giống như con Frame. Con này gần như một bản thu gọn ở trên con Frame của Daiwa, giá 2.9 triệu đấy. Đấy, nó là bản thu gọn. Đấy, thiết kế này anh em cũng thế, nhưng mà con này không được tinh tế như con Frame nó cao hơn rất nhiều. Con này giá nó chỉ có 830 ngàn, giá bằng 1/3 con kia thôi, nhưng mà thiết kế cũng thế này là khá là đẹp rồi anh em này. Nhìn này, nô được cắt CMC này. Đấy. Tay quay này. Đấy. Đẹp hơn rất nhiều phải không? Đó như này. Nó là pha giữa màu vàng và màu xám anh em, màu vàng và màu xám này. Đấy, màu xám này. Sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam nhé. Đấy, đặt ở Việt Nam. Đấy, con này mượt hơn những con còn lại rất nhiều. Đấy, giá của nó cao hơn, số bạc đạn nhiều hơn, vòng bi nhiều hơn, chạy êm hơn, mượt hơn. Đấy. Các bạn nên nhớ là cùng thế này chủ động vậy, cùng ghi thông số vậy, nhưng con máy nào đắt hơn thì sẽ thu nhanh hơn một chút. Đấy, nguyên tắc này cũng 95 nó nhanh hơn, đảm bảo các bác thế. Rồi, cuối cùng là em còn mẫu Crossfire LT 4000C, giá 850 ngàn. Mẫu này thì này rất nhẹ luôn,
Mẫu này thì chuyên dụng cho anh em câu lùa này. Đấy. 5.2/1, trọng lượng là 290g, tải max 12 kg, anh em nào. Tải rất trâu luôn. Tốc độ dây 82 cm. Đấy, một bạc đạn. Đấy, dù 1.5 và 200m, dù 1.2 và 310m, dù 2. và 170m. Đấy, dù cước 150m. Cước 0.28 vào được 150m, cước 0.25 vào 190m và cước 0.30 vào 130m. Dòng này là dòng thiết kế chuyên dụng. Đấy. Chuyên dụng cho anh em câu lùa này, trọng lượng nó chỉ có 290g này. Đấy. Rất là nhẹ luôn các bác nhé, rất là nhẹ. Và đặc biệt là chỗ nào nhé. Đây các bác này. Đây các bác này. Đấy. Là cái cối của nó được làm nông đi anh em ạ. Cối không có sâu những dòng còn lại. Và các thành trên miệng cối được vát anh em, được vát này. Được vát để nó thoát dây dễ hơn. Nên dòng này là dòng được thiết kế để câu lùa chuyên dụng, nhưng cũng thể anh em câu lục đấy, hoặc câu lăng xê đều được, nhưng phải độc riêng lùa đâu nhé. Đây Mai Việt Nam này, sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam. Máy rất nhẹ và êm luôn. Cực êm luôn anh em nhé. Con này áp dụng các công nghệ, nó không hiểu áp dụng công nghệ nào nhưng nó rất nhẹ luôn anh em ạ. Hay kết cấu do những thiết kế về cối của nó. Đây, cối của nó thì là hợp kim. Hợp kim nhẹ. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Đấy. Bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Những hiện tượng bị lừa đảo. Đấy. Mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing. Thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình nhé. 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331. Và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang. Đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dụng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá. Và giao dịch bằng hai số tài khoản. Một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng, Agribank. Đấy. Bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào đấy, mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu đấy, để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh. Vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá, các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên các em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác.